Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Hữu cơ, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện được thành lập bởi các nhà khoa học, tiến sĩ sinh hóa Phạm Văn Quang, tiến sĩ y học Lê Phi Điệt và nhiều nhà khoa học. Với quan điểm nghiên cứu phát triển công nghệ, phổ biến tri thức về nông nghiệp hữu cơ, bảo vệ môi trường và ứng dụng nông nghiệp hữu cơ vào đời sống, Viện đã thực hiện nhiều dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, trang trại sản xuất sản phẩm sạch, an toàn cho con người và cho môi trường. Tháng 5 năm 2018, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Hữu cơ đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện dự án thử nghiệm hệ sinh thái hữu cơ tại quần đảo Trường Sa, góp phần cải thiện đời sống quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Đầu năm 2018, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp với nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật được đào tạo từ Hàn Quốc về, sau gần một năm nghiên cứu thực nghiệm nhiều lần, phòng thí nghiệm đã hoàn thành cho ra lò những sản phẩm đảm bảo vào tháng 11 năm 2018. Hiện nay trên thị trường Việt Nam, đông trùng hạ thảo là một sản phẩm có rất nhiều các cơ sở nuôi cấy. Tuy nhiên, đông trùng hạ thảo Tasi là một sản phẩm mà được hình thành bởi kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Hữu cơ. Hạ thảo là một vị dược liệu quý và hiếm, thì nó có tác dụng chữa trị được một số chứng bệnh rất là hiệu quả và tốt. Trong điều trị về bệnh phổi thì là các chứng viêm phế quản, hen suyễn, đặc biệt là ho lâu ngày. Hơn nữa là trong đông y sử dụng đông trùng hạ thảo để điều trị các chứng bệnh thận hư, ví dụ nó có tác dụng là giúp cho thận đào thải chất và dung nạp bổ thận khí. Nó phục hồi chức năng sau những trường hợp ốm lâu ngày. Đông trùng hạ thảo được cấy giống và nuôi trồng tại Việt Nam đã được chứng nhận có giá trị dược tính như trùng thảo tự nhiên. Đông trùng hạ thảo của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Hữu cơ có hàm lượng adenosin là 0,38, hàm lượng codicepin là 3,92, được kiểm nghiệm bởi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia tháng 12 năm 2018.